Vợ Hồ Tấn Tài chơi lớn, khoe luôn ảnh cá độ bóng đá lên Facebook trước thời điểm chồng hồi quân. Đã qua rồi cái thời một đống người ngồi tụ lại ghi độ trong một quán cà phê hay báo bóng qua tin nhắn điện thoại di động. Thời đại 4.0, chỉ cần ngồi tại nhà với một cái điện thoại hoặc máy tính đối mạng là những con nghiện cá độ bóng đá có thể chơi đủ giải, đủ trận với đủ thứ tỷ lệ, hình thức cá cược với số tiền tùy ý từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu, vài chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu đồng. Mới đây, vợ của tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài, Phạm Hiếu đã gây chú ý cực mạnh khi đăng tải lên Facebook cá nhân về việc tham gia cá cược một trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2022. Cụ thể, cô nàng đăng tải hình ảnh chuyển khoản 1 triệu đồng kèm dòng trạng thái, kèo đồng banh, Ba Lan 1 triệu, chồng là cầu thủ quốc gia, vợ nên cá độ tí ạ, anh em tối nay thế nào nhỉ, nhẹ nhàng không nhảy cầu nhé. Phía dưới phần bình luận, tiền vệ Nguyễn Trọng Đài còn vào bình luận, chơi nhiều hơn tí đi bạn. Tuy nhiên, không lâu sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Phạm Hiếu đã biến mất trên trang cá nhân cô nàng. Tuy nhiên, hành động thiếu suy nghĩ của bà xã Hồ Tấn Tài khiến cho cô đang bị nhiều chỉ trích trên các diễn đàn mạng xã hội. Cần phải nhấn mạnh, bản thân Hồ Tấn Tài sẽ chuẩn bị để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Hành động sốc nổi của bà xã có thể khiến anh gặp nhiều rắc rối. Vợ của Tấn Tài sinh năm 1995 là chủ của một cơ sở làm đẹp. Khoảng thời gian cầu thủ sinh năm 1997 còn đá cho câu lạc bộ Bình Dương, Phạm Thị Hiếu thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ, động viên tinh thần cho Tấn Tài. Được biết, tuyển thủ Hồ Tấn Tài và vợ cùng quê Hoài Ân, Bình Định. Hôn lễ của cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 tại sân vận động xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân. Trước đó, cả hai đã quen nhau vào năm 2019 và tổ chức lễ đính hôn vào năm 2020, nhưng chỉ tổ chức kín giữa họ hàng đôi bên mà không mời bạn bè đồng nghiệp. Tấn Tài khá kín tiếng trong mọi chuyện đời tư, chỉ đến khi anh về quê làm lễ dạm ngõ với vợ thì người hâm mộ mới biết được thông tin về nàng West này. Phạm Hiếu làm trong ngành thẩm mỹ nên cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp quyến rũ, từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Nàng West này theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, khoe vóc dáng thon gọn săn chắc của mình. Mặc dù lớn hơn Tấn Tài 2 tuổi, nhưng khi xuất hiện cùng nhau, cả hai vô cùng đẹp đôi. Tuy đã đánh dấu chủ quyền, nhưng ít khi cả hai đăng ảnh tình tứ hay chia sẻ quá nhiều về đời tư lên mạng xã hội. Chắc có lẽ Hồ Tấn Tài không muốn những ồn ào không đáng có xung quanh chuyện tình cảm của mình. Anh hy vọng mọi người chỉ chú ý đến anh khi đang thi đấu trên sân cỏ mà thôi. Cách đây không lâu, vợ Hồ Tấn Tài có đăng dòng trạng thái làm nhiều người phải bật cười. Lần đầu gặp nhau em đi guốc 11 phân, một thời gian sau chúng ta hẹn hò em đi dép lào 1 phân, anh bất ngờ bật ngửa. Sao hôm trước cao to mà hôm nay nhìn chút ép vậy? Do mình quá bé hay anh quá to? Ba cái tết bên nhau. Hồ Tấn Tài cao đến 1m8, vì thế sự chênh lệch chiều cao với bạn gái là điều không thể tránh khỏi. Không nổi tiếng với đường tình duyên drama như Quang Hải, Hồ Tấn Tài yêu rồi quyết định chạm ngõ để bạn gái cảm thấy yên tâm, làm hậu phương vững chắc cho mình tham gia thi đấu, chạy hết mình trên sân cỏ. Hồ Tấn Tài từng chơi rất hay trong trận tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Sự tỏa sáng của anh ở trận đấu này có thể giúp Tài lấy vị trí đá chính của Văn Thanh ở đội tuyển Việt Nam. Đầu mùa giải 2022, Hồ Tấn Tài đã ký hợp đồng gắn bó với câu lạc bộ Bình Định. Hợp đồng này giúp anh có được số tiền rất lớn để lo cho tương lai của mình.